Không chỉ vượt trội về sức mạnh, Bentley Continental GT Speed 2021 còn sở hữu hàng loạt trang bị đỉnh cao để tương xứng với hiệu năng đó. Bentley Continental GT 2021 hiện nay đang có sẵn với hai biến thể động cơ, bao gồm loại động cơ V8 và động cơ V12. Dù vậy, sức mạnh từ hai biến thể động cơ này dường như vẫn chưa làm thỏa mãn các fan tốc độ của thương hiệu siêu xe Anh Quốc. Đó chính là lý do phiên bản GT Speed được ra đời. Ở phần thẩm mỹ, sự khác biệt giữa Bentley Continental GT Speed 2021 và bản GT V8 hoặc GT V12 thông thường nằm ở bộ lưới tản nhiệt cùng hốc hút gió trước sơn màu tối với tên gọi Ductin. Tiếp tới, Bentley còn bổ sung thêm cho phiên bản này hệ thống cánh gió mới ở phần sườn và đuôi xe. Bên trong khoang cabin, toàn bộ nội thất của Continental GT Speed 2021 được bọc da Alcantara cao cấp, phối hai tông màu, ốp trang trí tiêu chuẩn bằng nhôm, logo Speed ở mặt táp lô, tựa đầu hay thềm cửa, v.v. Trên Bentley Continental GT Speed 2021, hãng siêu xe nước Anh đã bổ sung thêm hai trang bị đặc biệt mà trên bản GT thông thường không có. Chúng bao gồm hệ thống khóa vi sai chống trượt điện tử ở cầu sau và hệ thống đánh lái cầu sau, tương tự mẫu Flying Spur. Riêng với hệ thống khóa vi sai chống trượt điện tử ở cầu sau, đây là lần đầu tiên trên một mẫu xe của Bentley có trang bị này. Chưa hết, để đảm bảo sự an toàn tối đa cho hành khách khi vần vô lăng, Bentley GT Speed 2021 đã được nâng cấp hệ thống phanh của xe bằng loại phanh gốm carbon với cùng phanh tới 10 piston trước và 4 piston sau. Loại phanh gốm carbon này có trọng lượng nhẹ hơn phanh thông thường tới 35 kg. Đi kèm với đó còn là bộ mâm hợp kim đường kính 22 inch. Bên dưới nắp capo, Continental GT Speed 2021 sử dụng khối động cơ V12 tăng áp kép 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 659 mã lực và 900 Nm mô men xoắn cực đại. So sánh với bản V12 thông thường, bản GT Speed mạnh hơn 24 mã lực. Với sức mạnh trên, Bentley Continental GT Speed 2021 có thể dễ dàng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,6 giây trước khi chạm mốc 335 km/h. Kèm theo đó còn là sự hỗ trợ của hộp số liệp kép 7 cấp. Về giá bán, Bentley Continental GT Speed 2021 được niêm yết với giá từ 274.900 đô la Mỹ, tương đương khoảng 6,35 tỷ đồng, tức cao hơn bản GT thông thường khoảng 50.000 đô la Mỹ, khoảng 1,15 tỷ đồng.